Chúng sanh đau khổ là vì vô ngã mà chấp là ngã, không ta mà chấp thật là ta. Ai biết nhìn kỹ thân thể mình qua pháp môn bất tịnh quán như Đức Phật đã dạy thì thấy toàn thân chứa đồ bất tịnh. Bất tịnh là quế trược. Nếu bỏ lớp da ngoài thì ai cũng dơ bẩn như ai. Cái bất tịnh ấy có từ trong bào thai và khi lọt lòng mẹ cũng đã bất tịnh rồi. Dù cho có trang điểm thế nào cũng chỉ là thân bất tịnh cho đến khi lìa cõi đời, nó cũng là bất tịnh thôi. Thân bất tịnh như vậy mà chúng ta không nhận thấy, ngược lại còn chấp cái thân này là tịnh, nâng niu, trao chuốt, chiều chuộng, nó hết mực để rồi tạo ra bao nhiêu nghiệp bất lành là nguyên nhân sinh ra đau khổ, nghiệp báo luân hồi. Nếu coi trọng cái thân và cái tâm sinh diệt thì có người còn sống trong phiền não khổ đau. Điều quan trọng là làm cho tâm sinh diệt lặng đi, không còn tham lam, không còn nổi giận, không còn si mê nữa. Đó là cảnh giới tịch diệt hiện tiền. Đó mới thực là vui, đó chính là niết bàn, là cực lạc vậy. Đức Quỳnh giáo chủ cũng nói, đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đạo là con đường, nhưng đi trên con đường đạo, không giống như đi trên con đường lộ. Đường lộ dễ đi vì có lộ trình rõ ràng chỉ điểm. Đường đạo thì không như thế. Bắt đầu khởi điểm tu ở tại tâm, hành đạo cũng ở trong một cái tâm ấy. Đến khi đạt được giác ngộ thì cũng ở tâm ấy chứ không đâu khác. Đường đạo dù đi khó nhưng không phải không thể vượt qua. Một học giả đã nói, đường đi khó không khó khăn gì, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi hay sông. Nếu đem áp dụng câu này vào đường đạo thì đi trên đường đạo cũng không khác gì. Cái khó trên đường đạo chính là cái ta cứ ngăn chặn ta làm, cho ta làm trễ nải, biết nhát, xa ngã, đi mãi không đến. Tu theo nước lớn, rồng bèn xả trôi, lục căn, lục trần cứ níu kéo làm chậm bước tiến đạo. Muốn tinh tấn tu hành nhưng bị cái ngã xen vào rồi chấp ngũ dục lạc. Cái ngã chấp hành, các cái ngã chấp càng bành trướng càng dễ gây đụng chạm với cái ngã của người khác. Người khác cũng bồi bổ cái ngã của họ nên gia chạm vào cái ngã của ta. Ngày xưa có một linh hồn tu luyện nhiều kiếp đến thiên đàng gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi ai đó? Linh hồn đáp tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai? Linh hồn đáp tôi là tôi. Thượng Đế bảo ở đây không có đủ chỗ cho ta và ngươi cùng ở, ngươi hãy đi nơi khác. Linh hồn ấy trở về trần gian tu luyện thêm một thiên niên nữa, sau đó trở lên trời gõ cửa lại. Thượng Đế hỏi ai đó? Linh hồn đáp tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai? Linh hồn đáp tôi là Ngài. Liền khi ấy Thượng Đế mở cửa cho vào. Câu chuyện cho thấy 1000 năm trước tôi là tôi còn chấp ngã không vào nhà trời được. 1000 năm sau tôi là Ngài mới vào được vì hết ngã chấp. Vì ta với người tuy hai mà một. Trong kinh Đại Niết Bàn Đức Phật dạy ai còn tham luyến tức còn cái ngã chấp đây là của tôi. Ngã chấp, ngã kiến đây là tự ngã của tôi. Thời có dao động, ai không tham luyến thời không dao động. Ai không dao động thời được kinh an. Ai được kinh an thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh thời không có đời này và đời sau. Không có giữa hai đời. Đây là đoạn tận khổ đau. Con người vì không nhận rõ được sự thật, không biết sự giả hợp của ngũ uẩn tạo thành tấm thân của mình từ khi mở mắt vào đời, với cái tên gọi cùng nhận thức sai lầm về cái ta đã tạo thành một ngộ nhận về sự hiện hữu và giá trị của con người. Tính chấp thật và lòng ích kỷ hình thành từ đó là giềng mối của biết bao thống khổ suốt kiếp người. Mộng ảo về cái ta và cái của ta đã gây ra biết bao tội lỗi, hận thù giữa cá nhân, tập thể cho đến xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia. Không có ta, tất cả đều là vô ngã. Chúng ta mang một tấm thân mà bản chất của nó không thật. Mong manh là mong manh. Biến đổi không ngừng. Khi cái ta không còn nữa thì dục vọng bám víu đào đâu để tham muốn có cái ta riêng biệt. Khi mà nhân ngã, ngã nhân đừng cách biệt. Mình và người bình đẳng thì sự ích kỷ không còn nữa. Chủ nghĩa cá nhân bị xóa nhòa, nhân loại xích gần nhau. Với lòng bao dung và vị tha, không còn phân biệt nhân ngã, con người sẽ giao hòa trong biển sống không bờ lũy, cùng nắm tay nhau xây đắp một nền hòa bình lâu dài, an lạc, hạnh phúc chân thật ngay trên hành tinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chương trình được tiếp tục, kính mời quý vị thưởng thức một đoạn trong quyển Giác Mê Tâm Kệ. Đây cũng là quyển thứ tư
mà Đức Thầy đã viết vào ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại Hòa Hảo qua giọng ngâm của đồng đạo Quỳnh Thị Reo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tàn ngũ quẩn trong mình. Chữ tham trong mi muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy duyệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm nơi dục tắc. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta chớ nên phân biệt với người. Dẹp năm tên được mới mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Người tu hành phải trừ nghiệp chướng, với bốn ma mới đặng an nhàn. Tửu nhiễm vào thân thể bất an, sắc mênh nó ngày kia lao khổ. Ta nghiệm xét từ đời bán cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên. Mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của nó khó riêng một kiếp. Bị tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mãi làm. Chữ khi hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tâm thân trần thế. Kẻ nhất giả thường sanh ba kế, để gạt người làm thế cho mình. Ngày sau này lắm nỗi tội tình, sao sánh chúng chẳng lo cải sửa. Bệnh ôn dịch thường hay oi mửa, mà dương trần chẳng chịu kiêng dè. Qua năm về đến lúc mùa hè, trong ba tánh biết ai hữu chi. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu dương trần. Nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh vạn dân liệu lấy. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mãi sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần giới thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta biết bây giờ tu niệm tầm thường, ta bây giờ tu niệm tầm thường. Sao danh thế xả hương khắp chốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị thưởng thức bài hát Giọng Tôn Sư của Hồng Trần với tiếng hát của nghệ sĩ Chí Tâm.
Còn đâu trong lúc xưa khi thầy về vàng rền, tiếng quân reo còn dư âm. Ngày nào bao nhớ nhung khi trời chiều, bao nhiêu người đang lặng lẽ dưới bóng cờ. Bao năm qua con vẫn nhớ gương hy sinh của thầy chỉ giáo, con nguyện ráng thi hành. Đứng trước đường trong gai bên thầy nào có hay, khiến đến lòng con đau đớn ngầm thầm nhớ nhung lời. Hơi chiến sĩ thầy phiêu lưu có biết chăng, thân thầy dù trong mưa nắng hay sương mù. Hơi chiến sĩ đoàn dân quân chỉ hy sinh, ta hãy thề công chung sống với quân thù. Đồng ta thề, ta thề giang cứu dân ngoài thơm nghi biên. Tiếng ta thề, ta thề giang việc tham tàng. Ngày nay nhớ tôn sư khi trời chiều, bao nhiêu người đang lặng lẽ dưới bóng cờ. Nào đâu có biết chăng trong sương mờ, tâm thân thầy còn chua xót đến bao giờ. Thôi anh em ta hãy gác, gác một bên để tình thương nhớ. Cầu thầy mau trở về chốn cũ hồi quê xưa, chốn cũ hồi quê xưa, quê xưa. Kính thưa quý vị, bài hát vọng tôn sư qua tiếng hát của Chí Tâm đã kết thúc chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban Trị sự miền Nam California. Xin hẹn lại phần phát hình kế tiếp. Kính chúc toàn thể quý vị có một cuối tuần an bình, hạnh phúc cũng như trọn năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.